Ngày 19 tháng 1 năm 2022, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2022 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, dự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cơ bản của toàn lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, đạt chỉ tiêu yêu cầu đề ra. Cụ thể, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 100%, công tác phát hiện đấu tranh xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đều vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư công tác cấp quản lý căn cước công dân bên cạnh đó các mặt công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần cũng thường xuyên được quan tâm phát huy coi trọng Hội nghị đã tiến hành thảo luận những nội dung như thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân, thực trạng giải pháp quản lý hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường hiệu quả công tác cảnh sát khu vực và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, khó khăn vướng mắc và giải pháp trong công tác quản lý cư trú trên địa bàn huyện, thực trạng giải pháp trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Đình Hoàn ghi nhận đánh giá cao thành tích lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp được nêu trong nghị quyết kế hoạch của Đảng ủy giám đốc công an tỉnh và kết luận của đồng chí giám đốc tại hội nghị triển khai công tác công an năm 2022, siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tăng cường kiểm tra hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, đẩy mạnh công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an các địa phương trong công các đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, trước mắt triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đợt cao điểm tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Nhân dịp này các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã được các cấp khen thưởng.